Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba ngày 9 tháng 7 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 8, khóa 9, quyết định các vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019 và thông qua các tờ trình ban hành nghị quyết về những vấn đề quan trọng của tỉnh trong thời gian tới. Cấp mới 250 chứng nhận Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Để chăn nuôi phát triển bền vững trước những thông tin không tích cực ảnh hưởng đến thị trường. Khi mỗi đoàn viên là một bông hoa sáng tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay 9 tháng 7 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 8 khóa 9 đã khai mạc. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm đánh giá kết quả kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp cuối năm 2019, thông qua các tờ trình ban hành nghị quyết những vấn đề quan trọng của tỉnh trong thời gian tới. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đại diện các sở ban ngành và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Đức Quận nhấn mạnh, năm 2019, tỉnh Lâm Đồng xác định là năm vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, các cấp các ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Nhờ đó các chỉ tiêu tăng trưởng khá, an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, một số lĩnh vực trong 6 tháng qua vẫn gặp khó khăn, hạn chế. Do đó, những vấn đề được xem xét tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để Lâm Đồng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội trong năm 2019, tạo động lực đột phá cho thời gian tới. Năm 2019, kinh tế tiếp tục phát triển. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội và công tác đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra. Đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên. Công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ có nhiều chuyển biến. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế khó khăn. Với mục tiêu phấn đấu 6 tháng cuối năm, hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu năm 2019 theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ từng nội dung. Đồng thời, trên cơ sở điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị mình tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể, thẳng thắn và chất lượng, góp phần để Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Tiếp đó, thay mặt Ủy ban dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn 6 tháng qua tăng 7,15%, các khu vực nông lâm thủy tăng 4,4%, công nghiệp xây dựng tăng 9,48%, dịch vụ tăng 7,03%. Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 10.533 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 4.114 tỷ đồng, bằng 51,5% dự toán địa phương, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 371 triệu đô la. Khách du lịch đến Lâm Đồng đạt trên 3,7 triệu lượt, tăng 10,5%. Khách quốc tế đạt 267.000 lượt. Trên 18.000 lao động được giải quyết việc làm, trong đó có hơn 5.600 lao động có việc làm mới và 410 lao động được tham gia xuất khẩu lao động. Toàn tỉnh có 530 doanh nghiệp thành lập mới, 14 dự án được tỉnh Lâm Đồng cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong 6 tháng qua, trên địa bàn xảy ra 324 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, diện tích rừng thiệt hại 38,58 hectare, lâm sản thiệt hại 2.588 mét khối, so với cùng kỳ giảm 115 vụ.
Về chương trình xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Lâm Đồng đầu tư hơn 272 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, Lâm Đồng có 90 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, đời sống hộ nghèo và diện mạo vùng nông thôn được khởi sắc. Tỷ lệ giảm nghèo hiện còn 2,85%, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 8,5%. Bên cạnh kết quả đạt được 6 tháng qua, một số lĩnh vực của tỉnh Lâm Đồng vẫn gặp khó khăn chung của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư, quy hoạch, trật tự xây dựng, đảm bảo môi trường, trật tự an toàn xã hội. Giá cả một số nông sản chủ yếu không ổn định, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, tổng đàn gia súc gia cầm giảm so với cùng kỳ, xuất hiện một số vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp nghiêm trọng. Số vụ vi phạm tuy giảm 115 vụ, nhưng diện tích rừng thiệt hại tăng 8,4 ha, lâm sản thiệt hại tăng 1.016 mét khối. Tiến độ thu thuế, phí tuy tăng 8% so với cùng kỳ, nhưng chưa đạt như kỳ vọng là đạt 50% trở lên. Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt thấp so với kế hoạch, tiến độ thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, chỉ đạt 1.062 tỷ đồng bằng 37% kế hoạch, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm không đạt mục tiêu đề ra, một số dự án hạ tầng giao thông chưa tìm kiếm được nguồn vốn để đầu tư. Thu hút đầu tư còn khó khăn, hạn chế, tình trạng cò khách ép giá trong hoạt động kinh doanh du lịch chưa được ngăn chặn, công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị còn nhiều hạn chế, tình hình môi trường xử lý rác thải, nhất là khu đô thị, khu đông dân cư chưa được xử lý dứt điểm. Là chỉ số cải cách hành chính của tỉnh chậm được cải thiện, năm 2018 xếp thứ 47 trên 63 tỉnh thành, chỉ tăng có một bậc so với năm 2018. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và kết quả tổng hợp giám sát ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc, có 3.797 cử tri tham gia với 545 lượt ý kiến. Có 64 kiến nghị được cử tri tổng hợp gửi đến Ủy ban Dân tỉnh và các ngành chức năng giải quyết những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, quản lý và đảm bảo tài nguyên môi trường, phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng cơ bản, giải quyết việc làm, giáo dục, đào tạo. Các lĩnh vực tài chính, y tế, ngân hàng, điện lực, phòng cháy, chữa cháy. Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, nghe các ban thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, gồm ban kinh tế, ngân sách, ban pháp chế, ban văn hóa, xã hội và ban dân tộc, báo cáo một số lĩnh vực liên quan để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Sau phiên khai mạc, cũng trong chiều nay, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 chia thành 5 tổ để thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo kinh tế xã hội, các tờ trình nghị quyết được đưa ra tại kỳ họp thứ 8 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chia thành 5 tổ thảo luận, trong đó tổ 1 gồm 15 đại biểu đoàn thành phố Đà Lạt và huyện Đạ Oai, tổ 2 gồm 17 đại biểu đoàn huyện Đức Trọng, Đam Rông và huyện Đơn Dương, tổ 3 gồm 13 đại biểu đoàn huyện Lâm Hà và Bảo Lâm, tổ 4 gồm 16 đại biểu đoàn huyện Di Linh, huyện Cát Tiên và huyện Lạc Dương, và tổ 5 gồm 13 đại biểu đoàn thành phố Bảo Lộc và huyện Đà Tẻ. Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, cùng các báo cáo tờ trình liên quan, các đại biểu đã tập trung phân tích đánh giá về tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội, thu hút ngân sách nhà nước, tổng mức đầu tư toàn xã hội, tiến độ và khối lượng, giải ngân vốn đầu tư các công trình trọng điểm. Ngoài ra, các lĩnh vực như liên kết sản xuất nông lâm ngư nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, vấn đề quản lý và bảo vệ rừng, giảm nghèo bền vững và xây dựng nhà ở cho người nghèo, quản lý trật tự xây dựng, phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng được các đại biểu trao đổi, thảo luận. Các đại biểu cũng quan tâm đóng góp ý kiến về các vấn đề xây dựng cơ chế, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, xây dựng hướng đi cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương, triển khai các quy hoạch ngành và phân bổ nguồn lực đồng đều cho các đề án, tăng cường công tác quản lý môi trường, tăng cường công tác dự báo và ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao tỷ lệ người dân vùng nông thôn được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, từ đó đáp ứng và nâng cao tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị cấm xe công nông, xe cơ giới tự chế,
xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên địa bàn. Các ý kiến tham gia của các tổ thảo luận sẽ được tổng hợp bổ sung vào các dự thảo nghị quyết và có báo cáo giải trình tiếp thu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Ngày mai 10 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ hai với phần chất vấn các sở ngành liên quan về các vấn đề mà cử tri trong tỉnh quan tâm. Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng sẽ truyền hình trực tiếp phiên chất vấn này vào lúc 9 giờ ngày mai trên sóng LTV. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các hợp tác xã nông nghiệp đem lại hiệu quả cao. Cấp mới 250 chứng nhận Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Tính đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng có hơn 300 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực với gần 64.000 thành viên. Riêng lĩnh vực nông nghiệp có gần 70 hợp tác xã chuyên tiêu thụ sau củ quả với khoảng 60.000 tấn một năm. Hiện nay các hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp có hiệu quả nhất đã xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản cho nông dân, góp phần xây dựng thương hiệu cho nông sản Đà Lạt. Không chỉ vậy, các hợp tác xã còn là nơi tư vấn tìm kiếm các doanh nghiệp, thương nhân để ký các hợp đồng thỏa thuận bao tiêu nông sản trực tiếp với các nông hộ thành viên. Từ hiệu quả đem lại, mục tiêu đề ra của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ phát triển thêm 200 hợp tác xã, nâng lên con số trên 500 hợp tác xã nhằm tạo sự liên kết tập thể mang tính chiều sâu. Tính đến nay, diện tích cây bơ toàn tỉnh Lâm Đồng đạt trên 4.000 hectare, tăng gần 1.000 hectare so với thời điểm năm 2017. Theo nhận định của ngành nông nghiệp, sở dĩ diện tích cây bơ ở Lâm Đồng liên tục tăng là do hiện nay quả bơ có giá cao, trung bình từ 40 đến hơn 100.000 đồng một ký đối với các giống bơ chất lượng. Thêm vào đó là cây bơ dễ chăm sóc, sản lượng cao hơn một số loại cây ăn trái khác. Trung bình 1 hectare bơ trưởng thành có thể cho thu hoạch hơn 10 tấn một vụ. Trái bơ Lâm Đồng cũng đang được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng bởi chất lượng tốt và mẫu mã đẹp. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo nếu diện tích cây bơ tiếp tục tăng nhanh như hiện nay sẽ dẫn đến sản lượng tạo ra hàng năm rất lớn. Ước tính mỗi năm Lâm Đồng sẽ có khoảng 90.000 tấn bơ được cung cấp ra thị trường. Hiện nay không chỉ Lâm Đồng mà nhiều tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ cũng trồng bơ, tạo ra nguồn cung lớn, dự báo việc tiêu thụ sẽ gặp khó khăn. Trong khi đó, thị trường bơ chưa ổn định do đầu ra chưa được đảm bảo, nên nông dân cần thận trọng trước khi trồng với diện tích lớn. Tính đến cuối tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã cấp mới gần 250 chứng nhận sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Cụ thể gồm 203 chứng nhận sản phẩm hoa, 32 chứng nhận sản phẩm rau, 14 chứng nhận cà phê Arabica và 1 chứng nhận du lịch canh nông. Trong đó chiếm tỷ lệ 90% chứng nhận sản phẩm ở địa bàn thành phố Đà Lạt, 10% chứng nhận sản phẩm còn lại ở địa bàn các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và Lâm Hà. Mục tiêu 6 tháng cuối năm, Phòng Kinh tế Đà Lạt phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng, Hội Nông dân các cấp và chính quyền địa phương vận động hướng dẫn thủ tục cấp mới khoảng 150 chứng nhận sử dụng nhãn hiệu độc quyền Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho tổ chức, đơn vị, cá nhân sản xuất kinh doanh rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Sáng ngày 9 tháng 7, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Đà Lạt tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền nội dung cơ bản của các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 cho gần 100 đại biểu là các phòng ban chuyên môn và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thành phố. Trong đó, 6 luật được thông qua lần này bao gồm luật đặc xá, luật công an nhân dân, luật cảnh sát biển Việt Nam, luật phòng chống tham nhũng, luật cạnh tranh và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học. Đây là những luật quan trọng được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 và sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, 2019. Theo lãnh đạo thành phố Đà Lạt, trong những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là các văn bản luật mới ban hành, luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Việc phổ biến các luật mới có hiệu lực lần này sẽ là cơ sở để các phòng ban chuyên môn và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn nắm vững. Từ đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị và phường xã trên địa bàn.
Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, chiều 9 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi cấp tỉnh năm 2019. Hội thi lần này có 17 đội đại diện cho 12 liên đoàn lao động thành phố, huyện, 4 công đoàn ngành địa phương và một cụm các công đoàn cơ sở trực thuộc liên đoàn tỉnh tham gia với 4 nội dung gồm phần thi chào hỏi, thi kiến thức, thi năng khiếu và xử lý tình huống. Các cán bộ công đoàn cơ sở đã đem đến hội thi những thông điệp tuyên truyền về phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, các chế độ chính sách chăm lo đời sống cho người lao động. Hội thi cán bộ công đoàn giỏi cấp tỉnh năm 2019 thực sự là một diễn đàn trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn các cấp về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, kiến thức pháp luật, chế độ chính sách để đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Qua đó góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên công đoàn. Hội thi sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 7 năm 2019. Ngày 8 tháng 7, Trung tâm Y tế Đơn Dương và Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp triển khai chương trình truyền thông phòng chống bệnh sốt rét cho đối tượng đi rừng ngủ rẫy. Đã nhiều năm nay, trên địa bàn huyện Đơn Dương không còn xảy ra dịch bệnh sốt rét. Nhưng trong thời gian qua, đã xuất hiện bệnh nhân mắc bệnh sốt rét và số lượng cũng tăng nhanh. Tính đến thời điểm này, trong huyện đã phát hiện 6 ca bệnh nhân bị sốt rét, trong đó tập trung ở thôn Hawaii 3 ca, thôn Ma Đanh 1 ca, thôn Rờ Lơm 1 ca và 1 ca ở Xà Bró. Qua xác định, nguyên nhân các bệnh nhân bị mắc bệnh sốt rét là do trong quá trình đi rừng, làm nương rẫy, ngủ lại trên rừng hoặc nương rẫy, không có mùng, bị muỗi đốt và nhiễm bệnh. Để kịp thời khống chế bệnh sốt rét không để lây lan ra cộng đồng, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế Đơn Dương đã tổ chức đợt tuyên truyền về nguyên nhân và các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét. Các bác sĩ đã tiến hành khám bệnh, lấy mẫu máu xét nghiệm để phát hiện và điều trị kịp thời cho người mắc bệnh sốt rét. Đồng thời, ngành y tế cũng triển khai các biện pháp phòng bệnh như tẩm mùng bằng hóa chất diệt muỗi, cấp kem chống muỗi cho nhân dân địa phương. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước. Để chăn nuôi phát triển bền vững trước những thông tin không tích cực ảnh hưởng đến thị trường. Phụ nữ tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện 4 ý tưởng khởi nghiệp tương lai, nền kinh tế xanh. Thưa quý vị và các bạn, thịt heo là thực phẩm phổ biến trong bữa cơm của số đông gia đình người Việt. Chăn nuôi heo vì thế cũng phổ biến từ quy mô nông hộ đến những trang trại quy mô lớn. Tuy nhiên, những năm gần đây, người chăn nuôi heo liên tục gặp khó khăn do các tác động từ dịch bệnh đến những thông tin không tích cực ảnh hưởng đến thị trường. Chăn nuôi là lĩnh vực không chiếm quá nhiều diện tích nhưng vẫn có thể gia tăng thu nhập cho người nuôi. Những năm gần đây, chăn nuôi nói chung, chăn nuôi heo nói riêng đứng trước nhiều rủi ro, nhất là dịch bệnh trên đàn heo. Từ heo tai xanh đến lở mồm long móng rồi dịch tả heo châu Phi khiến không ít người nuôi heo kiệt quệ, không thể tái đàn. Trước gom lại mua heo giống của Đồng Nai đấy, cũng vốn hơi bị lớn đấy. Nên là giờ cả gia tài nhìn vào đấy để mà chăm, cố gắng chăm để vượt qua được á, để lấy giống với lại kinh tế của gia đình nhìn vào đấy. Giờ hiện giờ thì chắc không ai mua, đang dịch này không ai dám mua đâu. Là sản phẩm phổ biến phục vụ tiêu dùng hàng ngày cho người tiêu dùng, khi có thông tin về dịch bệnh hoặc các yếu tố ảnh hưởng không tốt đến sản phẩm, lập tức người tiêu dùng e dè hạn chế sử dụng sản phẩm. Thị trường theo đó cũng chuyển biến xấu, giá sản phẩm giảm, người chăn nuôi chưa kể thiệt hại do dịch bệnh, còn phải chịu thiệt về giá, thậm chí không bán được. Họ nói là dịch châu Phi thì giờ họ cũng cứ theo cái dịch châu Phi, họ kiêng cữ ăn uống thôi, cho nên cái số lượng mà buôn bán thì tất nhiên nó phải giảm đi, chứ làm sao mà nó như bình thường như mọi khi được, thì nó giảm, hàng tiêu thụ nó giảm đi. Đắk Lắk tuy không phải lộ dịch lớn, song dịch vẫn xảy ra liên tiếp từ lở mồm long móng đến dịch tả heo châu Phi. Dù các cấp ngành đã vào cuộc quyết liệt, đến thời điểm này Đắk Lắk đã công bố hết dịch lở mồm long móng, nhưng dịch tả heo châu Phi vẫn còn là mối nguy mà người chăn nuôi đang trong tâm trạng hồi hộp chờ dịch đi qua. Với cái diễn biến thực trạng như hiện nay thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về cái dịch tả heo châu Phi để không quay lưng lại với cái thị trường heo trên địa bàn thành phố nói chung và trên địa bàn xã Hòa Phú nói riêng, phải để cho người dân hiểu được cái sự nguy hiểm của cái dịch tả heo nhưng không đến mức độ là chúng ta phải quay lưng với cái sản phẩm thịt heo.
Trang trại của bà Nguyễn Thị Hường ở xã Rây Bờ Hang, huyện Chư Quynh có quy mô dao động từ 1.200 đến 1.500 con heo các loại, chuyên cung cấp heo giống cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Chăn nuôi quy mô lớn, nguồn vốn đầu tư lớn, bà Hường sớm ý thức mối nguy từ dịch bệnh nên đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng đăng ký chăn nuôi theo tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh, áp dụng giải pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh được cơ quan chức năng xem là giải pháp căn cơ nhằm phát triển chăn nuôi heo bền vững. Nhưng việc triển khai chăn nuôi an toàn dịch bệnh gặp nhiều khó khăn trong điều kiện chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ hiện nay. Nhiều hộ vẫn chăn nuôi theo thói quen truyền thống, nguồn gốc giống không rõ ràng, dễ lây lan khi có dịch bệnh. Vệ sinh khâu chuồng trại thì cứ để đợt nào rồi là gỡ đám đá làm sạch sẽ, xịt rồi khử trùng, ngâm khử trùng rồi làm cái bình ga để kho diệt khuẩn cho nó chết con vi khuẩn. Rồi khi nào mình lắp đàn bò cho heo lên đẻ rồi vài vối xịt vối khử trùng trong trại. Vừa sạch trùng vừa vối khử trùng. Dịch tả heo châu Phi vẫn chưa qua, thị trường thịt heo, heo giống đang trong giai đoạn trầm lắng. Khi dịch qua thì việc chăn nuôi sẽ tiếp tục phát triển trở lại. Nhu cầu về giống heo có gen di truyền khỏe mạnh và sạch bệnh sẽ được nông dân quan tâm trong việc tái đàn. Việc cung cấp con giống có chất lượng cao sẽ góp phần bảo đảm nguồn giống tốt, đáp ứng nhu cầu về heo giống thương phẩm chất lượng cao, từng bước góp phần hình thành vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2019, du lịch Khánh Hòa tiếp tục có bước tăng trưởng về lượng khách và doanh thu. Các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch đã mang lại hiệu quả khá cao. Hiệu ứng của năm du lịch quốc gia 2019 cùng các kết quả của việc xúc tiến quảng bá đã góp phần kéo lượng khách đến Khánh Hòa ngày một tăng. Ước tính trong 6 tháng, Khánh Hòa đón gần 3,4 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế chiếm hơn 1,7 triệu lượt, tăng gần 24%. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Bức tranh du lịch của tỉnh thêm màu tươi sáng khi lượng khách Hàn Quốc và Thái Lan có sự tăng trưởng rất cao vì có thêm nhiều hãng hàng không khai thác đường bay thẳng từ các nước này đến sân bay Cam Ranh. Bên cạnh những mặt tích cực trên, du lịch Khánh Hòa vẫn đang đối mặt với những thách thức lớn, đó là sự quá tải về hạ tầng giao thông dẫn đến ùn tắc. Lượng khách châu Âu, Bắc Mỹ và Úc tiếp tục giảm. Một điều đáng lưu ý, dù tổng lượng khách tăng cao, nhưng do lượng phòng lưu trú tăng nhanh nên hiệu quả khai thác khá thấp. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có khoảng 750 cơ sở lưu trú với khoảng 43.000 phòng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum đang triển khai thực tế 4 ý tưởng khởi nghiệp vừa đoạt giải tại cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo Phụ nữ và tương lai nền kinh tế xanh do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức. 4 ý tưởng khởi nghiệp gồm 2 ý tưởng hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số xã Sốp và xã Đắc Lô, huyện Đắc Lây, trồng cây dược liệu hồng đẳng sâm để tạo việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình. Ý tưởng hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số nuôi heo đen tại xã Đắc Dục, huyện Ngọc Hồi và ý tưởng hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật trồng chế biến đẳng sâm, tăng giá trị sản phẩm cho bà con dân tộc thiểu số Xê Đăng. Đoạt giải tại cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo phụ nữ và tương lai nền kinh tế xanh, các ý tưởng khởi nghiệp của chị em phụ nữ tỉnh Kon Tum được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ hơn 500 triệu đồng để hiện thực hóa ý tưởng trong thực tế. Theo Vietnam Airlines, từ ngày 1 tháng 8, hành khách hạng phổ thông của hãng sẽ được mang một kiện hành lý xách tay gồm phụ kiện có tổng trọng lượng tối đa 12kg thay vì 7kg như trước. Với chính sách mới, khách hạng thương gia được hưởng tiêu chuẩn hành lý miễn cước một kiện 32kg trên đường bay nội địa Việt Nam Đông Nam Á và tới 2 kiện 32kg trên các đường bay Đông Bắc Á, Châu Âu và Châu Mỹ. Khách hạng phổ thông được mang một kiện 23kg trên đường bay nội địa Việt Nam, Đông Bắc Á, Châu Âu, Australia và 2 kiện 23kg trên các đường bay Nhật Bản, Châu Mỹ. Đối với hành lý xách tay, khách hàng phổ thông được mang một kiện hành lý xách tay có tổng trọng lượng tối đa là 12kg. Khách phổ thông đặc biệt và thương gia được mang hai kiện hành lý xách tay gồm phụ kiện có tổng trọng lượng tối đa là 18kg, trước đây hai kiện mỗi kiện là 7kg. Hành khách đã mua vé từ trước thời điểm chính sách hành lý hệ kiện có hiệu lực vẫn được hưởng tiêu chuẩn hành lý theo hệ cân như trước. Hà Nội và các tỉnh phía Nam đang bước vào mùa cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết. Tại các bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân nặng đến điều trị, ít nhất 3 trường hợp mắc sốt xuất huyết đã tử vong do nhập viện muộn. Chỉ trong một tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 162 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết. Bệnh nhân liên tục tăng cao trong những tuần gần đây. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay cũng đã ghi nhận gần 50.000 người mắc sốt xuất huyết, cao hơn 139% so với cùng kỳ năm trước.
Theo thống kê của Bộ Y tế, 6 tháng đầu năm, cả nước đã ghi nhận gần 70.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong, số ca mắc cao gấp hơn 3 lần so với năm 2018. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo, do diễn biến và ảnh hưởng của thời tiết, bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng và có thể diễn biến phức tạp nếu không có các biện pháp quyết liệt để phòng chống. Khi mỗi đoàn viên là một bông hoa sáng tạo là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, cùng với công tác đặc thù là nghiên cứu, thì một trong những hoạt động nổi bật nhất của Chi đoàn Thanh niên Trung tâm Nghiên cứu Khoai Tây, Rau, Hoa, Đà Lạt trong nhiều năm qua là đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ tại đơn vị. Bằng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng như sự đam mê, các đoàn viên Chi đoàn đã cùng nhau miệt mài nghiên cứu để cho ra đời những giống cây trồng mới mang lại lợi ích cho nhà nông. Xuất phát từ thực tế diện tích sản xuất nông nghiệp của địa phương đang ngày một tăng, nhưng nguồn giống hoa đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý thì chưa đáp ứng được nhu cầu. Do đó, các công trình nghiên cứu kỹ sư trẻ ở Trung tâm Nghiên cứu Khoai Tây, Rau và Hoa Đà Lạt là một việc làm ý nghĩa, mở ra triển vọng mới cho ngành sản xuất giống cây trồng. Và thành quả của những ngày tháng miệt mài trong phòng thí nghiệm và trên đồng ruộng đã được đền đáp xứng đáng, khi những giống hoa mới đã được lên những mầm non xanh, mơn mởn, đầy sức sống. Để gắn bó với công việc nghiên cứu này thì không ngoài là sự yêu thích và niềm đam mê, việc nghiên cứu khoa học sẽ giúp em được tìm hiểu được những cái điều mới, giải quyết được những cái vấn đề mà em suy nghĩ mà chưa giải quyết được. Qua công việc nghiên cứu thì em sẽ thực hiện được điều đó. Với sự đầu tư hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, cùng nguồn vốn từ các dự án của nước ngoài, đã tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, trao dồi học hỏi kinh nghiệm để vận dụng và giữ vai trò xung kích trong các đề tài nghiên cứu. Nhiều giải pháp đã và đang được áp dụng trong sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như giải pháp mô hình trồng dâu bán thủy canh trong nhà lưới hở tại Đà Lạt, đề tài nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh mốc xương khá, có thể sản xuất quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận, dự án giống hoa giai đoạn 2016-2020. Còn nhiều và nhiều hơn nữa những sáng kiến của các đoàn viên thanh niên đã đóng góp thiết thực và hiệu quả và hoạt động nghiên cứu thử nghiệm của trung tâm, góp một phần không nhỏ vào các hoạt động phong trào của tuổi trẻ thành phố Đà Lạt. Việc thực hiện các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như là ở ngoài đồng ruộng thì tạo cho các bạn cái môi trường để cọ sát cũng như rèn luyện thu thập được kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học. Ngoài ra thì hàng năm thì đơn vị có tổ chức các cuộc thi về khoa học trẻ hoặc là đăng ký ý tưởng khoa học để nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn nghiên cứu viên trẻ là đoàn viên thanh niên, giúp các bạn khơi dậy được cái tinh thần nhiệt huyết cũng như là nâng cao cái ý tưởng sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học. Những vườn hoa cúc, hoa đồng tiền, cẩm chướng, đủ màu sắc, phát triển tươi tốt ở nhiều nhà vườn của Đà Lạt, cũng như nhiều nhà nông ở địa phương khác, trong và ngoài tỉnh, lựa chọn áp dụng thành công, là sản phẩm sáng tạo trẻ của các đoàn viên chi đoàn trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau, hoa Đà Lạt. Các giống hoa này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận chính thức và trở thành những giống hoa đầu tiên mang bản quyền Việt Nam. Đó cũng là kết quả của quá trình kề vai sát cánh bên nhau trong phòng thí nghiệm cũng như trên vườn ươm khảo nghiệm của các kỹ sư trẻ nơi đây. Hy vọng với sức trẻ, sự sáng tạo và cống hiến của mình, các đoàn viên nơi đây sẽ tiếp tục cho ra đời ngày càng nhiều những giống rau, hoa mới mang thương hiệu Việt Nam và giúp người nông dân trong nước có nguồn giống tốt phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.